Hôm nay thì mình qua nhà anh Toàn, mình theo chân anh Toàn đi hái cây xoài trước cửa nhà ha mọi người. Cây xoài này quá trời trái luôn kìa, mọi người nhìn trên xa coi. Nó trái nhỏ nhỏ không mà trái quá trời luôn. Mà lúc rẫy dưới quê mình lại mùa xoài giá rẻ nữa, nên anh Toàn chủ yếu là để hái ăn không à, ít bán á. Đó, cây xoài ở trên quá trời trái luôn. Thấy mắc hàm rồi. Có cây vợt nó hái tiện ha anh Toàn. Còn toàn hái kìa. Đã kìa. Trái nó chín luôn rồi. Wow, đã quá. Chín quá trời luôn á. Gầy ghẻ quá. Phải mắc hay bán ha. Trời, cây đu đủ này có ăn trái duy nhất rồi. Trái nó chưa chín đâu mà nó vàng bên nắng á. 29 hay 26 mà toàn mà bảy hái nữa hả? Chờ bảy nữa hả? Gì hả? Sao bảy có 5 trái vậy? Đây mấy trái xoài của anh Toàn mới vừa hái nè, nó ướp ướp hết trơn. Trái này chín luôn nè, đã ghê ha. Còn trái này nó sống nhưng mà bị nắng táp con bên hả? Quá trời đã. Trái này không chín là vàng ươm. Này cô anh Toàn anh hái cây xoài nè, quá trời đã luôn. Hai sống sống vài bữa để chín chứ gì, chín hả? Mùi. Ồ, trái này ngon quá, đỏ chót luôn. Thấy xoài quá trời đã. Sơn. Cây đó cao dễ hái anh Toàn, bữa ba anh leo lên cây luôn anh Toàn. Hai trái luôn hả? Trời. Đã quá. Trong cái lùm đó vậy mà nhiều quá ha. Trái đó còn sống hả? Ướp ướp à? Là bảy phái ăn ướp hả? Trái này đỏ nè anh Toàn. Mấy trái vàng vàng á. Xe à. Quá trời xoài luôn. Cây xoài này hổm gà chứ hái nhiều lắm rồi đó. Hái bộn luôn á. Xe à. Cái cây lồng nó chọt thẳng lên luôn anh, chứ dàn khè luôn anh. Xe nó kìa. Dạ không. Đó ngay chỗ đó đó. Sát trái chồng. Trái chồng á, trái chồng. Cái đó, đó. Đúng rồi. Trái này ướp chín luôn nè anh. Bị con gì cắn lỗ luôn. Ơi, như đây được rồi. Thôi leo đi, bệnh hoạn mà leo gì. Xuống đi. Xuống đi anh Toàn ơi. Đi chiều ba anh hái. Anh Toàn có trồng cây dâu nữa hả? Như đây em thấy nhiều rồi mà. Đó, giá đang xéo lên luôn á. Đó. Đó, đúng rồi đó. Ướp ướp rồi hay gì đó. Thái đại đi.
lấy xuống nha. Chưa chín mà còn sống nhưng mà ăn được. Đó anh Toàn, cái cây thẳng lên chứ. Ờ đúng rồi đó, cái cây nó chịu xéo qua bên bển. Xéo bên đây nè anh Toàn. Đó, trái đó anh Toàn. Ngay chỗ tàu nó dựa. Bên đây nè, ngay cái nhánh, cái tay anh kìa. Nó sắt ra đó. Đó, ngay tàu nó dựa. Thôi trái nó chín hả? Ờ đúng rồi đó, trái đó đó. Anh thấy, em thấy xài này già chưa, anh thấy đại xuống như vậy. Về hết trơn rồi. Xe bự bự mới đã. Đó chỗ cái đầu anh thẳng lên luôn có con trái. Cái này có cây thang leo dễ anh Toàn. Không có cây thang khó leo. Thấy mẹ luôn đi. Thấy vô anh cúng. Hết nhà này hết chưa? Hả? Hay vậy trời. Ăn chín không hả? Ăn chín không hả anh Toàn? Trời ơi trái này cúng ngon nè anh Toàn, có cuốn. Ủa ai bắt đi quy trong nhà anh hay vậy? Ở dưới đó nó gụng trái kìa, bước xuống nó lụm trái đó luôn anh Toàn. Quá trời xài. Trái thấy mê thiệt. Trái đó nó nghĩ gụng á. Nãy giờ thấy được mới xài. Như bọc ha. Và bảy mang ướp ướp hả? Thế sợi đốt tóc mồ hôi thì để cuốn luôn cho nó đừng có mủ. Anh bẻ cuốn ra mủ không? Để cuốn cúng luôn. Chơi tới chín rồi. Sống á. Chín luôn. Chín anh Toàn. Chín hết trơn à. Già gọi này ăn hốt chua không Toàn? Anh sống ăn chua không? Ừ. Sống hồi chua không?